Dạ vâng, em Hòa xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một lô đất rẫy đang trồng cà phê như thế này quý anh chị nhé. Có tổng diện tích là 1 hectare. Trên đất có giếng này quý anh chị này, có giếng và có đường điện 3 pha quý anh chị nhé. Trên đất là có một cái chòi tôn như thế này quý anh chị này. Đó. Tổng diện tích là 1 hectare trồng full cà phê như thế này quý anh chị nhé. Và địa chỉ của sản phẩm lô đất này thì thuộc xã Gia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Và cái vị trí sản phẩm lô đất này là quý anh chị chúng ta di chuyển đến huyện Chư Sê thì nó rơi vào khoảng 18 cây quý anh chị nhé. Khoảng 18 cây là ra, cũng như là ra đến trung tâm cũng như là quốc lộ 14. Ở lô đất của chúng ta là có khá là nhiều lối để đi vào quý anh chị nhé. Nếu mà quý anh chị chúng ta di chuyển đến xã Gia Đờ Reng của huyện Chư Bứ thì ngay đây. Nếu mà chúng ta di chuyển bằng phương tiện xe máy thì chúng ta đi qua xã Gia Đờ Reng, chúng ta đi về quốc lộ 14A đoạn chợ Phú Quang, nó chỉ khoảng 5 cây 2 thôi quý anh chị nhé. Đấy là quý anh chị chúng ta muốn di chuyển bằng xe máy, còn chúng ta di chuyển bằng ô tô thì quý anh chị phải đi từ huyện Chư Sê vào theo cái con đường như thế này. Kia là đường lớn, đường rộng 8m quý anh chị nhé. Và đi vào đây khoảng 30m. Đó, 30m thì vào lô đất của chúng ta luôn, ô tô vào được tận nơi quý anh chị này. Đó. Và đây là cái con đường bên nhà bên cạnh thì họ đã ủi con đường như thế này để xe ô tô vào này. Đây là đất nhà bên cạnh nhé, danh của chúng ta là bắt đầu từ đây. Đó. Hắt sang phía bên này. Đấy, có đường điện 3 pha đầy đủ quý anh chị nhé. Có giếng tưới. Chất đất là đất đỏ ba gian quý anh chị nhé. Đây quý anh chị này. Đấy, có giếng tưới là không hết nước quý anh chị nhé. Điện 3 pha đầy đủ. Có nhà rẫy như thế này. Đó. Đây cà phê này quý anh chị này, cà phê mới trồng này. Thế đất là hơi triền nhá quý anh chị nhé. Thế đất là hơi triền, đất đỏ ba gian, không có một viên sỏi viên đá nào quý anh chị này. Không một viên sỏi viên đá nhá. Và em xin công bố cái mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn là 670 triệu. Nguyên lô quý anh chị nhé, tổng diện tích là 1 hectare. Đất thuộc thị trấn Chư Sê, đất thuộc xã Gia Co, huyện Chư Sê quý anh chị nhé. Đã trồng đông đặc cà phê và còn sót lại khoảng mấy chục trụ tiêu như thế này quý anh chị này. Đó, đoạn kia thì có trồng chanh dây xung quanh đây, cũng có mấy chục hộ ở định cư và sinh sống tại đây. Và đặc biệt đây là quý anh chị chúng ta muốn mua bán sắm sửa thì quý anh chị đi theo con đường xe máy ra mọi tiện ích của xã Giờ Đời Đen của huyện Chư Bứ thì quý anh chị chúng ta mua sắm thì thoải mái rồi quý anh chị nhé. Đấy, cà phê này quý anh chị này, 1 hectare cà phê tơ của chúng ta ở đâu là đất của chúng ta ở đấy quý anh chị nhé. Đấy, chất đất đỏ rất là đẹp. Đây, ở đây thì trồng chanh dây này quý anh chị này. Thế đất là triền quý anh chị nhé. Thế đất là đất triền. Đấy, mùa khô thì nhìn cây cả con thì nó khá là xanh như thế này quý anh chị này. Gia chủ hiện tại trên đất là có 2 cái giếng nhưng mà gia chủ chỉ có tưới 1 cái thôi quý anh chị. Sổ là sổ hồng quý anh chị nhé, sổ hồng. Sổ sách là đầy đủ cho quý anh chị chúng ta luôn. Đấy, ngày trước ở đây là có trồng chanh dây quý anh chị này. Trồng chanh dây nhưng mà bây giờ là hết vụ rồi. Đấy, quý anh chị có thể nhìn là sang phía này là toàn bộ khu dân cư của xã Gia Đờ Reng. Tiện ích là quý anh chị đi mua sắm là sang xã bên kia là chúng ta mua sắm nhé. Chanh dây cũng của chúng ta luôn này quý anh chị này. Đó. Đang tưới này, hiện tại thì em Hòa đang quay vào cái giờ trưa nên là chủ họ đi về để nghỉ trưa rồi quý anh chị. Chỉ có em Hòa là đi ngày nào cũng đi săn đất để quý anh chị chúng ta mua đây quý anh chị này. Đó. Mặc dù là trưa nắng như thế này thì em Hòa vẫn tiếp tục hành trình đi quay những miếng đất để gửi đến quý anh chị chúng ta. Đầu tiên là quý anh chị chúng ta tham khảo. Đó. Thứ hai, quý anh chị chúng ta cảm thấy ưng ý thì chúng ta đến xem và hãy liên hệ cho em Hòa với số điện thoại em đã ghi trên màn hình nhé. Và kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo và nắm bắt rõ hơn về lô đất này nhé. Và quý anh chị nào chúng ta cảm thấy yêu mến kênh của em Hòa thì hãy cho em Hòa xin một nút like
một nút đăng ký và bật chuông thông báo để quý anh chị nhận được những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất Chúng Em. Em Hòa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video sản phẩm tiếp theo của em Hòa nhé.